Có thể anh em đã quen thuộc với hình ảnh sang trọng cuốn hút quyền lực của Lexus trên những chiếc như là ES, LS hay RX. Không thể phủ nhận đấy là những mẫu xe rất đẹp khiến nhiều người phải mơ ước. Tuy nhiên nếu nó chưa đủ thỏa mãn cái tôi cá nhân của anh em thì chúng ta có đấy chiếc Lexus GX hoàn toàn mới với thiết kế thể thao hơn, vuông vức hơn, với tính chất sẵn sàng địa hình hơn. Mẫu xe này sẽ có mức giá 6,2 tỷ cho phiên bản sử dụng cửa sổ trời đơn và thêm 50 triệu cho phiên bản sử dụng cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Và đây là video workaround chiếc Lexus GX 550. Nếu anh em đã sẵn sàng thì thắt dây an toàn, chúng ta lên đường. Nói về định vị phân khúc và đối thủ cạnh tranh trực tiếp, chúng ta có thể thấy Lexus tại Việt Nam vẫn có một mức định giá cao hơn mặt bằng chung so với các đối thủ trong phân khúc. Ví dụ như chúng ta có chiếc NX đắt hơn hẳn GLC hay X3, RX đắt hơn hẳn chiếc X5 và tiêu biểu chúng ta có chiếc Lexus ES đắt gần gấp rưỡi chiếc Mercedes-Benz C200. Điều này thì cũng khá dễ hiểu khi mà trong khi các đối thủ tới từ châu Âu sử dụng chính sách lắp ráp trong nước thì hãng xe Nhật Bản này vẫn nhập khẩu nguyên chiếc từ những thị trường khác. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta có chiếc Lexus GX550 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với mức giá khởi điểm là 6,2 tỷ. Vậy nên đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nó sẽ là chiếc Land Rover Defender 130 với mức giá xấp xỉ 6 tỷ. Tuy nhiên nói đối thủ trực tiếp có khi cũng không đúng lắm khi mà tệp người quan tâm mẫu Lexus GX này khá cực đoan. Khi mà họ đã nhắm tới mẫu xe này thì chưa chắc đã ngó ngàng sang các cái lựa chọn khác. Ở đây ngoài cái việc mà khác nhau về mặt thương hiệu thì chiếc Lexus GX ở đây còn sử dụng hệ khung gầm là khung gầm rời body on frame thay vì khung gầm liền như chiếc Land Rover Defender. Chưa kể là giờ đây chúng ta có một chiếc Lexus GX với thiết kế hoàn toàn mới, boxy hơn, vuông vức hơn với thiên hướng thuần về thể thao off-road. Phương tiện này sẽ có chiều dài gần 5m, chiều rộng và chiều cao xấp xỉ 2m. Với một vóc dáng to con lực lưỡng như thế này là theo tôi đã đủ để ăn điểm người Việt Nam ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ở phần đầu xe chúng ta vẫn sẽ nhận ra những đặc điểm thiết kế quen thuộc khi những chiếc Lexus. Ở đây chúng ta có một phần lưới tản nhiệt hình con suốt nhưng đã được cách điệu lại. Chi tiết đèn định vị ban ngày hình chữ L quen thuộc với 3 bóng chiếu sáng bên trong. Và đây một chi tiết tạo nên điểm nhấn cho phần đầu xe, đấy là hai phần gồ lên ở nắp capo, tạo nên một dáng vẻ của chiếc Lexus GX hoàn toàn mới, cực kỳ hiếu chiến. Chủ đề off-road vẫn sẽ được kéo dài xuyên suốt cái thiết kế ngoại thất của xe với những chi tiết gấp khúc thẳng đuột và những chi tiết như là ốp ba bua lê, thanh giá nóc bằng màu đen. Ở đây thì chúng ta có một chi tiết khá là thú vị ở đây, phần gương được kéo dài theo hình dọc với một cái thiết kế khá là vuông vức. Chi tiết này sẽ khiến anh em nhớ đến chiếc Toyota FJ Cruiser. Và đây chúng ta có bộ mâm 22 inch và bệ bước chân thò thụt bằng điện. Chi tiết sẽ lý giải vì sao tôi lại nói chiếc GX với tính chất sẵn sàng địa hình hơn nhưng vẫn rất sang trọng. Lexus GX được xây dựng dựa trên nền tảng GAF giống với người đàn anh Lexus LX600 đã quá nổi tiếng về độ yên tĩnh. Bên cạnh đó thì hãng xe Nhật Bản cũng đã chia sẻ là họ đã gia cố thân xe bằng cách gia tăng điểm hàn bước ngắn, lắp thêm những cái thanh gia cố tại những cái điểm mà nối ở trên xe, giúp thân xe ổn định hơn, cứng vững hơn khi đi vào những cái khu vực có địa hình xấu. Và để nói về khả năng off-road thì những thông số vượt địa hình như là góc tới, góc thoát, góc vượt đỉnh dốc trên mẫu xe này thậm chí nó không thua kém quá nhiều so với các mẫu xe bán tải đang được bán tại Việt Nam, thậm chí là nó còn nhỉnh hơn ở một số khu vực. Và đây chúng ta cũng có một phần đuôi xe với thiết kế mới, dòng chữ Lexus ở giữa và đèn hậu kéo dài sang hai bên. Ở đây chúng ta có một chi tiết khá thú vị, đấy là phần kính ở cửa cốp sau này được mở rời như thế này. Bước vào bên trong khoang nội thất thì khác hẳn với thiết kế bên ngoài, Lexus vẫn sẽ giữ nguyên truyền thống khi có một cái khoang xe quá sức là sang trọng, đẹp mắt nhưng không quá phô trương, nhưng vẫn không kém phần trẻ trung. Ở đây thì thiết kế trên những chiếc RX hay LX vẫn sẽ được lặp lại với hai điểm nhấn chính là hai phần màn hình đặt đối diện ở phía táp lô. Bên cạnh đó, do chỉ phân phối duy nhất một phiên bản tại Việt Nam cho nên những option xa xỉ nhất của Lexus cũng sẽ được trang bị trên Lexus GX500. Chúng ta tiêu biểu một số option tiêu biểu có thể kể đến như là bộ 21 loa Mark Levinson, điều hòa 3 vùng độc lập kết hợp với lọc không khí Nano X,
có tới 10 túi khí, bộ an toàn chủ động Lexus Safety Sense, sấy sưởi làm mát ghế, vân vân và mây mây. Nếu mà kể ra thì có rất nhiều chi tiết mà chúng ta có thể hưởng thụ. Với một chiếc xe thuần về off-road thì tôi vẫn sẽ thích cái phần thiết kế yên ngựa trên chiếc Lexus GX này. Chúng ta sẽ có một phần cần số to bản trông rất lực. Bên cạnh đó thì chúng ta có những cái phím bấm để chuyển chế độ lái, chuyển chế độ địa hình, chế độ gài cầu. Và đây chúng ta có cả khóa vi sai trung tâm. Đây sẽ là chi tiết mà chủ xe Lexus GX có thể tự hào khoe với bạn bè. Về phần động cơ thì chiếc Lexus GX 550 sẽ được trang bị khối máy 3.5 V6 Twin Turbo, có công suất đầu ra là 349 mã lực và 650 Nm mô men xoắn cực đại. Kết hợp với đó là một phần hộp số Direct Shift 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Về trải nghiệm thực tế thì chúng tôi hứa hẹn sẽ gửi tới anh em trong một video gần nhất, khi mà một người bạn của chúng tôi đã có chiếc GX này rồi. Một vài phút cuối cùng thì tôi sẽ dành thời gian để trải nghiệm hàng ghế 3. Tại vì với một chiếc SUV với kích thước lớn như thế này thì hàng ghế 2 chắc hẳn là sẽ không có việc gì phải phàn nàn. Và tôi sẽ thử dập cái ghế này lên để xem cái khoảng cách để chân như thế nào nhé. Anh em nghĩ như nào? Anh em nghĩ chúng ta có thể ngồi đủ không? À, cũng có thể nói là không bị bí bách lắm anh em ạ. Thì chúng ta vẫn có một khoảng để chân ở đây. Đây là tôi đã ngả cái lưng ghế này ra rồi. Tuy nhiên thì có lẽ là vui vẻ thôi, vì là tôi nghĩ không chủ xe nào mua chiếc Lexus GX 550 này mà phải nhét một người lớn to như tôi ngồi ở hàng sau này được. Vừa rồi là video trải nghiệm về chiếc Lexus GX 550. Với tôi thì những người bỏ hơn 6 tỷ đồng ra để sở hữu mẫu SUV này chỉ đơn giản là họ thích gì, chứ không phải giá trị thực tế mà mẫu xe này đem lại. Tuy vậy thì tôi cho rằng đây vẫn sẽ là mẫu xe được người Việt Nam yêu thích, với ngoại hình đẹp mắt, nội thất sang trọng và hơn hết là niềm tin thương hiệu. Anh em nghĩ sao về mẫu xe này? Hãy comment ở phía bên dưới. Cảm ơn đã cùng đồng hành. Thì xin chào và hẹn gặp lại.